Sáng nay tại cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng cảng biển Kiên Giang. Tình huống giả định là tàu cá Kiên Giang đi hướng Hòn Chông, Phú Quốc và tàu khách biển Tây đi hướng ngược lại đã đâm vào nhau. Hậu quả là tàu cá bị đâm vào mạng phải sau lái và bị vỡ đuôi, có nguy cơ bị chìm. Tàu khách bị chết máy, có 3 hành khách bị rơi xuống biển, 2 hành khách bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảng vụ hàng hải Kiên Giang triển khai ngay phương án cứu nạn. Sau 2 giờ triển khai, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp. Các lực lượng tham gia đã bám, cứu hộ, cứu nạn thành công tàu và người, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, thu gom dầu tràn, đảm bảo môi trường biển. Trong bối cảnh hoạt động tàu thuyền trên biển ngày càng tấp nập, dễ dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn trong hoạt động hàng hải. Điều này đòi hỏi các phương tiện phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông trên biển, thường xuyên huấn luyện, diễn tập với các tình huống khẩn cấp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.